Sáng ngày 3 tháng 2, văn phòng chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của quyền chủ tịch nước về luật khám bệnh, chữa bệnh đã được quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ hai ngày 9 tháng 1 năm 2023. Luật khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 bao gồm 12 chương và 121 điều và có những điểm mới cơ bản. trong đó, nâng cao kỹ năng hành nghề, tăng cường quản lý hoạt động của người hành nghề. Để tăng cường việc quản lý chất lượng cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của người hành nghề và thể chế hóa quan điểm của Đảng về công tác khám bệnh, chữa bệnh, luật quy định mở rộng đối tượng hành nghề, thay đổi từ việc cấp giấy phép hành nghề theo văn bằng chuyên môn sang quy định cấp giấy phép hành nghề theo chức danh chuyên môn, nâng cao chuẩn hóa kỹ năng của người hành nghề. Thứ nhất, thay đổi phương thức cấp giấy phép hành nghề từ việc cấp giấy phép hành nghề thông qua xét hồ sơ sang quy định phải kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề trước khi cấp giấy phép hành nghề. Thứ hai, quy định giấy phép hành nghề có giá trị 5 năm và quy định cập nhật kiến thức y khoa là một trong các điều kiện để gia hạn giấy phép hành nghề. Thứ ba, quy định người nước ngoài hành nghề lâu dài tại Việt Nam và khám bệnh chữa bệnh cho người Việt Nam phải sử dụng tiếng Việt thành thạo trong khám bệnh chữa bệnh, trừ một số trường hợp hợp tác trao đổi chuyên gia, chuyển giao kỹ thuật và đào tạo. Thứ tư, quy định áp dụng kê đơn thuốc điện tử, bệnh án điện tử và các thông tin này phải kết nối với hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh để kiểm soát, giám sát chất lượng cung cấp dịch vụ của người hành nghề đồng thời liên thông kết quả khám bệnh chữa bệnh giữa các cơ sở khám bệnh và chữa bệnh cùng với đó nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của cơ sở khám bệnh chữa bệnh tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân với dịch vụ khám bệnh chữa bệnh về nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của cơ sở khám bệnh chữa bệnh bổ sung quy định bắt buộc cơ sở phải tự đánh giá chất lượng về khám bệnh chữa bệnh theo bộ tiêu chuẩn chất lượng cơ bản do bộ y tế ban hành theo định kỳ hàng năm sau đó cập nhật kết quả tự đánh giá lên hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh chữa bệnh để làm căn cứ cho việc kiểm tra, đánh giá cũng như công khai thông tin về mức độ chất lượng của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Bổ sung quy định cơ sở khám bệnh chữa bệnh phải ứng dụng công nghệ thông tin nhằm mục tiêu từng bước liên thông kết quả khám bệnh chữa bệnh giữa các cơ sở khám bệnh chữa bệnh tạo thuận lợi cho người bệnh, đồng thời cũng là giải pháp để quản lý hoạt động hành nghề của các tổ chức cá nhân. Về tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân với dịch vụ khám bệnh chữa bệnh, thay đổi từ 4 tuyến chuyên môn thành 3 cấp chuyên môn cho phép phòng khám đa khoa tư nhân tại các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được tổ chức dường lưu để theo dõi và điều trị cho người bệnh nhưng tối đa không quá 72 giờ phát triển hoạt động khám bệnh chữa bệnh từ xa để góp phần đạt được việc bao phủ sức khỏe toàn dân bằng cách cải thiện khả năng tiếp cận của người bệnh với các dịch vụ y tế có chất lượng hiệu quả về chi phí mọi lúc mọi nơi đặc biệt đối với các bệnh ít nghiêm trọng mãn tính cần được chăm sóc lâu dài và thường xuyên bên cạnh đó đổi mới một số quy định liên quan Điều kiện đảm bảo thực hiện cho hoạt động khám bệnh chữa bệnh. Trong đó, quy định cụ thể chính sách của nhà nước trong đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác khám chữa bệnh. Có chính sách khuyến khích, động viên người học chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu. Hỗ trợ 100% học phí và hỗ trợ chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học đối với người học một trong các chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu nếu học tại các cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe của nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí và hỗ trợ chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học đối với người học một trong các chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu tương ứng với mức quy định tại điểm 2 khoản này nếu học tại các cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe của tư nhân. Đồng thời bổ sung một số quy định về tài chính. Bổ sung quy định cụ thể về tự chủ đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh của nhà nước. Trong đó, luật khẳng định cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước được nhà nước đảm bảo kinh phí để thực hiện chức năng nhiệm vụ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao bổ sung quy định về các hình thức huy động nguồn lực trong đó khẳng định cơ sở khám chữa bệnh được vay vốn để đầu tư công trình hạ tầng thiết bị y tế được thuê cho thuê tài sản dịch vụ lâm sàng dịch vụ cận lâm sàng dịch vụ phi y tế dịch vụ nhà thuốc quản lý vận hành cơ sở khám chữa bệnh quy định cụ thể các yếu tố hình thành giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh đồng thời quy định giá khám bệnh chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh của nhà nước, đảm bảo được tính đúng, tính đủ theo lộ trình do chính phủ quy định để bù đắp chi phí thực hiện khám bệnh chữa bệnh và có tích lũy. Tại kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa 15, chiều ngày 9 tháng 1 năm 2023, với đa số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua luật khám bệnh chữa bệnh. Luật khám bệnh chữa bệnh số 15, 2023, QH15 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, để đảm bảo các quy định của luật được triển khai có hiệu quả. Bộ Y tế phối hợp cùng Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau. Thứ nhất, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành luật khám bệnh chữa bệnh. Thứ hai, ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật. Thứ ba, xây dựng để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định chi tiết các nội dung được giao trong luật. Thứ tư, tổ chức quán triệt việc thực hiện phổ biến luật khám bệnh chữa bệnh và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết